Xin chào tất cả các bạn, mình là Mạo Kỳ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái lợi ích khi mà các bạn dùng phần mềm bản quyền, cụ thể là bộ phần mềm Adobe, gồm có Photoshop, AI, AE, After Effects, Premiere. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Như các bạn đã biết thì tình trạng sử dụng phần mềm lậu ở Việt Nam là rất phổ biến. Mình cũng là một người đã từng sử dụng phần mềm lậu. Bởi vì hồi đấy là mình, thứ nhất là mình không có đủ kinh tế để mình bỏ tiền ra để mua phần mềm. Chúng ta sẽ có cái lợi ích gì khi mà chúng ta sử dụng phần mềm bản quyền? Thì nó sẽ có một vài những cái lợi ích cơ bản như thế này. Đầu tiên, chắc chắn là các bạn, nếu các bạn mua phần mềm quyền, chắc chắn thì đây sẽ là một hành động không vi phạm pháp luật. Đấy, là điều đầu tiên. Thứ hai là các bạn ủng hộ cho nhà phát triển để họ làm những sản phẩm tốt hơn cho các bạn. Cái thứ ba đó là các bạn được hỗ trợ các vấn đề khi mà gặp lỗi. Cái thứ tư là các bạn sẽ tránh bị dính sử dụng các phần mềm có dính mã độc, virus các thứ ấy. Tiếp đến là các bạn sẽ không phải nghĩ đến cái việc là khi nào họ update và bao giờ thì có phần mềm mới. Các bạn rất là thoải mái trong việc update các phiên bản mới. Hiện tại ở trên thị trường, giá phần mềm cho bộ Adobe gồm Photoshop, AI, Premiere, After Effects đang là bao nhiêu tiền một năm nhỉ? Để chờ xíu để mình search Google. Theo tháng của nhà phát hành là khoảng 1.9 triệu một năm. 1.9 triệu một tháng, một năm trung bình các bạn phải bỏ từ 22 đến 24 triệu. Nhưng mà có rất nhiều những cái dịch vụ khác. Có những cái bên bán lẻ khác, họ có những cái mã code ưu đãi từ các chương trình quà tặng của Nvidia đó. Thì ở đây mình đã mua ở một bên, đó là Device Shop, với giá rất là phải chăng. Mình nghĩ điều này là hợp lý, bởi vì nếu mà tính ra một tháng mình chỉ phải mất khoảng từ hơn 100.000 thôi, dưới 100. Một tháng mình bỏ ra hơn 100.000 nhịn vài bát phở thôi, là khá là hợp lý với túi tiền hiện tại của mình. Và mình sẵn sàng bỏ ra, bởi vì khi các bạn mua code bản quyền thì nó sẽ được rất nhiều cái lợi. Ví dụ như ở đây, mình không được nhận quảng cáo bất cứ cái gì từ bên này, nhưng mà mình đã mua ở bên này rất nhiều code game. À không, mình đã mua code game bên này và rất nhiều trang quảng cáo, mình thấy nó rất là uy tín, nên là mình đã mua code Adobe ở bên này một năm luôn. Đó, mình xài đến thời điểm hiện tại thì chưa thấy điều gì xảy ra, mà chỉ thấy nó rất sướng. Đây, nếu các bạn mua theo tháng ở đây thì nó sẽ vào tầm 150 một tháng. Ngày trước là mình được, ngày trước ở bên này có cái giảm giá ưu đãi sale ấy, là có 99.000 thôi. Bây giờ nó lên 150 rồi, nhưng mà như thế này vẫn là quá rẻ. Các bạn phải mua theo một năm này, sẽ có 12 code, 1.2 triệu. Họ nói rằng đây là hàng sạch 100%, là được tặng từ các chương trình khuyến mại của Adobe và Nvidia trong tháng 3 cho những người dùng card GTX. Device Shop thu mua lại và bán lại cho designer đó. Đây là code sạch 100% nha các bạn, nhưng các bạn thoải mái dùng. Thì bây giờ mình lướt qua thế thôi. Bây giờ mình sẽ show cho các bạn thấy những cái lợi ích thật sự khi mà các bạn mua phần mềm bản quyền, mà phần mềm bản quyền mang lại cho các bạn trên bộ phần mềm Adobe. Cái đầu tiên mà mình muốn nhắc đến ở đây chắc chắn là các bạn sẽ thoải mái update những bản update mới nhất. Sau các bản cập nhật 2021 thì ở Creative Cloud Desktop đã có cái phần cho các bạn tải thử những phiên bản mới nhất beta này để các bạn trải nghiệm.
show cho các bạn thấy. Khi các bạn làm việc ở trên Creative Cloud, nó sẽ có những cái lợi gì? Nó sẽ có library. Ok, mình sẽ mở cho các bạn, demo cho các bạn. Có nghĩa là chúng ta có thể có một cái workflow với tất cả những cái phần mềm của Adobe, nó có thể liên kết lại với nhau. Và nếu mà chúng ta làm việc theo team ấy, thì cái này rất là tiện lợi các bạn. Các bạn ạ, nó rất là tiện lợi. Ví dụ như ở đây, ví dụ như là mình muốn làm một cái video hoặc một banner, một cái poster nào đấy mà team của mình lại ở xa, thì library sẽ phát huy cái thế mạnh này. Chúng ta có thể tạo library đây giống như một cái driver ấy. Các bạn có thể tạo, mình sẽ demo với các bạn. Đây là test. Ok, các bạn có thể bỏ bất kỳ một cái gì vào trong này, từ ảnh, phông, vector. Mình sẽ đổi tên là Trung Thu. Ok, bây giờ mình sẽ test nó ở trên Photoshop cho thấy cái sự hiệu quả của nó khi mà các bạn làm việc các phần mềm xuyên suốt với nhau để cho ra một cái sản phẩm. Ok, ở đây mình sẽ cho nó một background. Ok, các bạn sẽ mở library ra nhé. Tất cả những phần mềm của Adobe thì các bạn đều tìm nó rất là dễ dàng. Đây, các bạn mở Windows Library. Nó đây nhá, mình đã để sẵn nó đây rồi. Thì đây, các bạn có thể thấy cái thư mục test đây này. Đó, nó đang ở đây rồi. Các bạn chỉ việc gắp ra và dùng thôi. Ok. Với cách làm việc như thế này, khi chúng ta làm việc với team mà mỗi người thì ở một nơi, công việc hiệu quả rất là cao. Đó. Còn với video thì sao? Trên tất cả những phần mềm, thay vì chúng ta phải xuất nó ra một bản dạng ảnh PNG trên PC, thì chúng ta có thể đưa nó lên cloud rồi. Nó rất là thích hợp cho với những cái người mà hay di chuyển nhiều, làm việc bằng laptop. Ok, library của mình nó nằm ở đây. Các bạn có thể thấy phần set này. Quên, mình sẽ tạo cho nó một cái composition mới. Ví dụ như là cái typo Trung Thu này, mình muốn làm cho nó chuyển động đúng không? Thì chúng ta có thể làm, đó, chỉ việc kéo ra thôi, nó đã nằm đây rồi. Với Premiere cũng như vậy, nó có thể xuyên suốt với nhau, các cái phần mềm nó connect được với nhau. Đây, công việc hiệu quả rất là cao. Đó là cái library nhá. Và đấy là những gì các bạn nhận được khi các bạn mua phần mềm bản quyền. Các bạn muốn mình làm nội dung gì tiếp theo thì vui lòng để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Bye bye.